bạn sẽ giàu hay nghèo, trách nhiệm tính cách. Người ta nói tiền không thể mua được hạnh phúc, nhưng hầu hết chúng ta đều không ngại có thêm một vài đồng không hạnh phúc đó. Vậy hãy tìm ra liệu bạn sẽ sống dư giả hay chỉ đủ lay lắt qua ngày nhé. Bạn sẽ phải trả lời 10 câu hỏi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy thử chọn phương án đầu tiên mà bạn thích nhé. Số 1. Bạn nhận được một lời đề nghị: nhận 10.000 đô ngay bây giờ hoặc đợi 1 năm sau và nhận được 100.000 đô la. Bạn sẽ chọn phương án nào? À, tôi sẽ nói không với cả hai. Chắc phải có cái bẫy nào đó ở đây. B. Tất nhiên là lấy tiền ngay rồi. C. Tôi sẽ đợi 1 năm để nhận được nhiều tiền hơn. Nếu chọn phương án A, bạn nhận được 20 điểm, B có giá trị 10 điểm và C 30. Số 2. Bạn đang đi mua một đôi giày mới. Nhân viên bán hàng nói với bạn rằng họ đang có khuyến mãi cực sốc. Mua 2 đôi, nhận 1 đôi miễn phí. Liệu bạn có mua đôi thứ 2 dù không hề có ý định mua nó, chỉ để nhận được đôi thứ 3 miễn phí không? À, tất nhiên, món hời lớn thế cơ mà. B. Tôi sẽ nhìn quanh xem có món nào ổn không, không hứa trước đâu nhé. C. Tôi đến đây để mua một đôi thì chỉ một đôi thôi. Bạn chọn phương án A sao? Vậy bạn nhận được 10 điểm, B mang đến cho bạn 20 điểm và C có giá 30 điểm. Số 3. Nhắc đến shopping, bạn có lên danh sách mua sắm và giữ ngân sách không? A. Tất nhiên rồi. B. Không, ai mà có thời gian cho việc đó cơ chứ. C. Thi thoảng, khi tôi không có nhiều tiền. Cộng 30 điểm vào số điểm của bạn nếu bạn chọn A, 10 điểm cho B và 20 cho C. Số 4. Một mẫu điện thoại thông minh mới sắp trình làng và ai cũng bàn tán về nó. Điện thoại của bạn vẫn đang hoạt động tốt. Bạn vẫn sẽ mua mẫu mới xịn sò nhất mà dân tình đang xôn xao chứ? A. Thôi khỏi. B. Có chứ, nhưng chỉ khi tôi có đủ tiền. C. Tôi cần nó ngay bây giờ, tôi sẽ mượn tiền để mua nó. Lựa chọn A có giá trị 30 điểm. B sẽ cộng 20 điểm vào điểm số cuối cùng của bạn. Và C là lựa chọn 10 điểm. Số 5. Món quà sinh nhật hoàn hảo cho bạn là gì? A. Tiền. B. Khóa học trực tuyến hoặc tài khoản đăng ký thư viện âm nhạc. C. Một món đồ hay ho nào đó mà tôi không bao giờ tự mua. A có giá trị 10 điểm, B cho bạn 30 điểm và hãy cộng 20 điểm vào bảng điểm nếu bạn chọn phương án C. Số 6. Một người bạn gọi đến và nói rằng anh ấy có 2 vé miễn phí tham dự buổi hòa nhạc của ban nhạc mà bạn yêu thích. Buổi hòa nhạc diễn ra trong 2 ngày và cách đây 1.600 km, nghĩa là bạn phải trả chi phí đi lại và ăn ở. Bạn thấy sao? A. Không, việc này không nằm trong ngân sách hàng tháng của tôi. B. Có, tất nhiên rồi. C. Trước hết, hãy để tôi xem vé máy bay và khách sạn sẽ tốn bao nhiêu đã. Lựa chọn A sẽ cho bạn thêm 30 điểm, B cộng cho bạn 10 và C thêm 20 điểm. Số 7. Điều nào sau đây giống với thói quen ăn uống của bạn nhất? A. Đồ ăn nhanh muốn nắm. B. Tôi giữ gìn sức khỏe và tự nấu ăn. Tôi mang thức ăn thừa đi làm hoặc đi học. C. Tôi thích ăn ngoài nhưng chỉ ở những nhà hàng dễ thương hoặc thoáng đãng.
Những người thích đồ ăn nhanh nhận được 10 điểm cho phương án A, B trị giá 30 điểm và C cho bạn 20 điểm. Số 8. Bạn muốn có một công việc được trả lương hậu hĩnh nhưng nhàm chán, hay một việc mạo hiểm về mặt tài chính mà bạn thích làm? A. Ổn định là tất cả. Tôi sẽ nhận công việc nhàm chán đó. B. Tôi cố gắng tận dụng tối đa sở thích của mình. C. Tôi muốn làm điều mình thích. Tiền không phải là tất cả. Nếu bạn thích sự an toàn của phương án A thì hãy cộng 20 điểm vào điểm số của bạn. Đối với B, bạn nhận được 30 điểm. Và C, mạo hiểm có giá trị 10 điểm. Số 9. Hãy tưởng tượng bạn được đề bạt thăng chức, nhưng họ phải sa thải người bạn thân của bạn. Bạn sẽ làm gì? A. Tất nhiên là tôi sẽ từ chối. B. Nói chuyện với bạn của tôi rồi mới đưa ra quyết định. C. Nhận luôn, bạn của tôi sẽ hiểu mà. Lựa chọn A có giá trị 10 điểm. B sẽ cộng 20 điểm vào điểm số cuối cùng của mình. Và bạn nhận được 30 điểm nếu chọn C. Cuối cùng, một câu dễ để kết thúc này. Đùa chút thôi, thực ra đây là câu hỏi khó nhất đấy. Số 10. Theo bạn, ý nghĩa của cuộc sống là gì? A. Đạt được tất cả các mục tiêu của mình, bao gồm mục tiêu tài chính. B. Việc tận hưởng hành trình mới quan trọng, không phải việc đến đích. C. Góp phần giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Những người đạt mục tiêu nhận được 30 điểm cho phương án A. Những ai chọn B được 20 và C có giá trị 10 điểm. Đã đến lúc tổng kết rồi. Nếu đạt từ 100 đến 160 điểm, bạn sẽ sống ở chế độ tiết kiệm. Nói cách khác, có lẽ bạn sẽ không giàu nếu xét về mặt tiền bạc, nhưng chỉ cần có những chuyến phiêu lưu tạo ra kỷ niệm và có bạn bè sát cánh với bạn, thế là đủ giàu rồi. Tiền không phải là ưu tiên số 1 của bạn và bạn không quá cẩn thận về nó. Bạn thường chi tiêu nhiều hơn khả năng mà không nghĩ đến hậu quả vì điều đó mang lại niềm vui cho bạn. Chà, YOLO! Nếu điểm số cuối cùng của bạn từ 170 đến 230, bạn sẽ sống khá thoải mái. Bạn sẽ luôn có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn, thỉnh thoảng đi ăn ngoài và mua đồ chất lượng tốt. Bạn biết rằng tiền sẽ đến với những người làm việc chăm chỉ. Vì vậy, bạn lên kế hoạch chi tiêu và không đưa ra những quyết định bồng bột. Nghe có vẻ ổn nhỉ? Nếu tổng điểm của bạn từ 230 đến 300 điểm, xin chúc mừng, bạn là tỷ phú Rockefeller tương lai. Bạn sẽ ngụp lặn trong bể vàng của riêng mình. Tiền là cả thế giới đối với bạn và bạn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt mục tiêu. Bạn dùng từng xu và nhân lên những gì mình đang có. Bạn siêng năng và quyết tâm với tinh thần kinh doanh đó để xây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng.